Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thanh Huê. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em lên sóng cho các bác hai cái con âm ly Luckman với cái model là L590AX và L590AX MK2. Đây có thể nói là hai anh em cao cấp của nhà Luckman các bác nhé. Đó, khuôn mặt thì là với cái khuôn mặt màu trắng bạc rất là sang trọng và đẹp mắt. Ở chính giữa là hai cái đồng hồ vu màu vàng. Các bác nhìn xa thì các bác không thể nào nhận ra được đâu là cái con MK2 và đâu là cái con 590AX. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Và với cái ngoại hình thiết kế và cũng như là cái thông số thì cũng có điểm gần giống nhau. Đây là phần trên mặt của hai cái con âm ly, tương đối là giống nhau các bác nhé. Đó, hai con này đẹp zin tuyệt đối luôn ạ. Và cái dòng Luckman này thì cũng dễ dàng phối ghép. Các bác có thể ghép với những cái dòng loa tai noise rồi là BV kép, JBL. Và các bác có thể phối ghép với những cái dòng loa châu Âu, loa Nhật, loa Mỹ khác. Trước tiên, đây là cái con L590AX MK2. MK2 đây các bác nhé. Ở chính giữa là hai cái đồng hồ màu vàng. Và phía bên dưới đây là những cái nút điều chỉnh âm sắc thông thường ạ. Và những cái dòng này thì các bác không thích bóng đèn của cái đồng hồ vu thì các bác có thể tắt đi. Hai con đẹp ngang như nhau, có thể nói là đẹp zin. Em cảm nhận được cái độ đẹp của con này phải nói là trên 99% luôn ạ. Vuông vắn, đó, vuông vắn rất là đẹp luôn. Các bác quan sát không hề có một cái nốt xước nào, không hề có cái nốt xước lông mèo, lông chuột nào. Volume tích hợp nghe cua 1000. Hai cái đồng hồ rất là đẹp ạ. Đầy đủ các nút điều chỉnh âm sắc. Và bên đây là đường vào. Vuông vắn luôn ạ. Màu thì giống y như nhau. Phía trước khuôn mặt đây là cái màu trắng bạc. Và phía bên trên là cái màu ghi. Đó. Hai bên hông màu ghi sẫm. Giống y như nhau luôn ạ. Tiếp theo, đây là cái con L590AX. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái đằng sau thì bác nào quan tâm thì liên hệ với em. Em gửi hình ảnh chi tiết tất cả các góc cạnh cũng như là mặt trước, mặt sau, toàn bộ cho các bác được quan sát. Và sau đây là thông số kỹ thuật của L590AX và L590AX MK2. Và cũng như là giá của hai chiếc âm ly. Bác nào yêu thích cái con âm ly nào thì hãy liên hệ với em. Em gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video test nhạc, test âm ly cho các bác ạ. Em ghép với những cái cặp loa như là tai noise đây và JBL, hay là những cái cặp loa BV kép. Đó. Bác nào thích ghép với cái dòng loa nào thì liên hệ với em ạ. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.